Góp mặt trong một bảng đấu có sự xuất hiện của những ông lớn tại bóng đá châu Âu như Inter Milan, Real Madrid đã khiến Serif dần hụt hơi và tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng D với 6 điểm. Dù đã từng bất ngờ đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 ngay tại Bernabeu. Phía bên kia, trái với kỳ vọng của người hâm mộ rằng Real Madrid sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng sau 4 lượt trận. Tuy nhiên, trận thua trước Serif tại Bernabeu trong ngày giao quân thực sự khiến bảng đấu này trở nên khó đoán đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti không thể tự mãn và phải chắc chắn giành được 3 điểm để đảm bảo tấm về đi tiếp. Mục tiêu đó đang dần được củng cố vững chắc sau những màn trình diễn thuyết phục của đội bóng Hoàng gia tại La Liga thời gian qua. Các chiến thắng trước Enche, Vallecano hay mới đây nhất là Granada đã giúp các học trò huấn luyện viên Ancelotti vươn lên vị trí dẫn đầu tại giải đấu cao nhất xứ đấu bò. Đối với Serif, câu chuyện cổ tích của họ có thể kết thúc nếu họ thua ở đây và Inter Milan đánh bại sát trà trận đấu cùng giờ. có thể thấy rõ chất lượng đội hình của chủ nhà Sheriff không thể so sánh được với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Dù đang có đầy đủ trong tay những cầu thủ tốt nhất của mình, nhưng họ sẽ vẫn khó khăn nếu chủ nhà muốn có được một điểm. Trong khi đó, huấn luyện viên Ancelotti sẽ thiếu đi sự phục vụ của bốn cái tên là Bale, Ceballos, Hazard và Van Vede vì các chấn thương khác nhau. Tuy nhiên, một đối thủ bị đánh giá thấp như Sheriff không khó để nhà cầm quân người Ý Ancelotti chọn ra đội hình đủ khả năng để vượt qua đối thủ. Serif và Real Madrid mới chỉ gặp nhau đúng một lần trong quá khứ, đó là trận đấu ở lượt đi, nơi Serif đã tạo ra địa chấn khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1. Phong độ của đội chủ nhà cũng đang tương đối tốt khi thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Phía bên kia, Real đang có mạch 5 trận đất bại, trong đó có tới 4 chiến thắng liên tiếp. Dù phải làm khách, nhưng đương nhiên Real Madrid là đội được đánh giá cao hơn chủ nhà Sheriff qua mức kèo sấp khá cao này. Nếu không tính trận thua có phần khó hiểu ở trận lượt đi, Real Madrid đang áp đảo hoàn toàn về phong độ cũng như chất lượng đội hình và họ sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho người chơi. Cuộc đụng độ đó giữa Sheriff và Real Madrid đã có tổng cộng 3 bàn thắng được ghi. Trái với dự đoán của mọi người, Sheriff không hề có cụm phòng ngự thậm chí còn thi đấu khá song vàng trước Real Madrid. Tuy nhiên, ở lần gặp lại tới đây, yếu tố bất ngờ đã không còn, trong khi Real cũng sẽ nhập cuộc với tâm thế thận trọng. Người chơi có thể đặt niềm tin vào xỉu ở kèo này. Dự đoán của thể thao văn hóa Serif Real Madrid 0-2